Tháng 3 năm 2020, dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam bắt đầu nóng lên với ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai. Và một chàng trai với niềm đam mê công nghệ đã cho ra đời phần mềm ứng dụng mang tính quốc dân Bluezone, ứng dụng truy vết người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, nhanh chóng góp mình vào thành quả chống dịch của đất nước. Và cha đẻ của ứng dụng này là Võ Duy Khánh, một chàng trai xứ Nghệ. Võ Duy Khánh, nguyên trưởng phòng cao cấp, phòng an ninh di động thuộc tập đoàn công nghệ BKV, là người được chọn mặt gửi vàng để sáng tạo ra một ứng dụng trên smartphone để truy vết người tiếp xúc gần với trường hợp nhiễm COVID-19 F0. Phần mềm sẽ ghi nhận cái sự tiếp xúc bằng điện thoại di động, và sau đấy khi mà một trong người có ca F0 bị phát hiện thì người ta sẽ lấy cái dữ liệu F0 đấy và suy ra tìm lại được những cái ca bệnh là F1, F2 và từ đấy sẽ thực hiện cái việc là cách ly. Khánh và đội nhóm làm việc cho ra đời bản thử nghiệm. Thêm 3 tuần để hoàn thiện ứng dụng Bluezone. Ngày 18 tháng 4 năm 2020, ứng dụng Bluezone được Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Y tế lựa chọn chính thức tham gia trận tuyến truy vết phòng chống COVID-19 trên cả nước. Thực ra Bluezone là cái phần mềm thứ ba trên thế giới. Có nghĩa là trước đấy thì có một cái mô hình tương tự như thế ở Singapore, và thời gian mà bọn em đang làm ấy thì bên châu Âu họ cũng đang mánh giá làm một cái phần mềm tương tự. Bên Singapore họ đi đâu, nhưng mà cái phần mềm họ để cho sử dụng trong cái việc mà tiếp xúc và phù hợp với cái công cuộc mà phòng chống dịch bệnh ở Việt Nam ấy thì nó không phù hợp và rất là khó dùng. Sau đấy thì bọn em đã sử dụng các thuật toán và sử dụng đúng cái kiểu là yêu cầu cái môi trường ở Việt Nam, thì bọn em đã làm cho nó hoạt động và thực hiện nó phù hợp với cái công cuộc phòng chống dịch ở Việt Nam. Một sản phẩm tiêu biểu cho trí tuệ người Việt, thể hiện khát vọng của chàng IT xứ Nghệ. Trên nền tảng Bluezone, Bộ Thông tin Truyền thông đã tích hợp cho ra đời ứng dụng PC COVID. Cao điểm, mỗi ngày cả nước có hàng triệu thuê bao tải ứng dụng Bluezone PC COVID. Đầu năm 2021, hơn 30 triệu điện thoại cài ứng dụng, lập nên phòng tuyến vững vàng phòng chống COVID-19. Thực ra thời điểm đấy nó là như một cái sự gọi là cứu cánh cho người dân, vì tất cả mọi cái chuyện mà COVID nó là rất là mơ hồ. Thế nhưng mà có phần mềm, nhờ cái phần mềm đấy thì chúng tôi cũng có một cái sự tiến bộ về nhận thức, về cái cách gọi là giao tiếp hàng ngày, như là ví dụ như là 5K. Võ Duy Khánh, học sinh giỏi tỉnh 3 môn, thí sinh đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9, theo học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, niềm đam mê công nghệ luôn giúp Khánh thổi bùng ngọn lửa cống hiến của tuổi trẻ, hiện thân cho khát vọng quê hương. Qua những lời chia sẻ của bạn Võ Duy Khánh, biệt danh là Khánh Xù, thì chúng ta càng thêm tin tưởng và tự hào về tâm huyết, trí tuệ và đóng góp của những con người xứ Nghệ. Và chính những sự đóng góp và hy sinh thầm lặng của họ đã góp phần làm thổi bùng lên ngọn lửa và khát vọng sông Lam.